quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 đăng cai tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm y tế toàn quân năm 2023 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Quân khu tổ chức rút kinh nghiệm hội thi quân báo trinh sát toàn quân 2023. Nâng cao chất lượng dạy học từ hoạt động nghiên cứu khoa học. Tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm y tế toàn quân năm 2023. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các nội dung, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, những vấn đề cần lưu ý trong tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện quy trình giám định bảo hiểm y tế và quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, một số nội dung tổ chức thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông dữ liệu theo chức năng mới trên hệ thống phần mềm thống kê, tổng hợp, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Những năm qua, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện chính sách bảo hiểm y tế đối với quân nhân tại ngũ. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao việc chăm sóc sức khỏe quân nhân, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang. Quyền lợi về chăm sóc sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh của quân nhân được bảo đảm ở mức cao với các kỹ thuật y tế tiên tiến hiện đại. Việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giúp các cơ quan đơn vị, cán bộ tham gia tập huấn, học tập kinh nghiệm, phản ánh những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm y tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng quân đội. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn Hà Nội đã diễn ra hội thi quân báo trinh sát toàn quân. Tham gia hội thi, đội tuyển quân khu 5 đã xuất sắc đoạt giải nhì toàn đoàn, giải 3 tổ trinh sát đặc nhiệm bắn chiến đấu và 15 giải cá nhân. Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm sau hội thi, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, biểu dương đoàn vận động viên của Quân khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy được vai trò trách nhiệm, nhiệt tình tích cực luyện tập, huấn luyện theo đúng giáo trình bài tập, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, điều lệnh điều lệ, quy chế hội thi và thi đấu đạt thành tích cao. Trên cơ sở kết quả hội thi, các cơ quan tiếp tục hướng dẫn các đơn vị lực lượng quân báo trinh sát tổ chức hoạt động, nắm chắc tình hình, tập trung đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, kết hợp với rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe dẻo dai cho bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc khu kinh tế quốc phòng Tây Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế 207 Quân khu 5 vừa tổ chức cấp cây giống, con giống giúp đồng bào vùng biên thoát nghèo. Theo đó, đoàn đã cấp 55 con bò giống cho 55 hộ dân, cấp 1.600 cây bưởi da xanh và 15.000 cây sâm 7 lá cho 38 hộ dân trên địa bàn. Đồng thời cấp phân bón, hỗ trợ vật tư xây dựng chuồng trại và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho bà con thuộc vùng dự án. Được biết, thời gian qua, đối với địa bàn 7 xã vùng cao của huyện Nam Giang, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 xác định đầu tư 5 mô hình giảm nghèo gồm trồng sâm 7 lá, trồng cây bưởi da xanh, nuôi bò sinh sản, nuôi heo đen bán chăn thả và nuôi dúi mốc với hơn 430 hộ dân tham gia. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, miền Trung đang bước vào giai đoạn thời tiết thất thường, địa bàn xuất hiện mưa lớn, bão lũ. Đây là những yếu tố tác động đến hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm tại chỗ ở các đơn vị quân đội. Từ thực tế khó khăn trên, nhiều đơn vị đã tập trung tìm biện pháp khắc phục.
Qua đó cũng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để tạo nguồn thực phẩm xanh, sạch, ổn định, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Từ đầu tháng 10 đến nay, đợt mưa lớn kéo dài đã làm vườn rau cải mới gieo trồng tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng. Hơn 5.000 m2 đất màu trong khu vực tăng gia tập trung bị rửa trôi. Tranh thủ những lúc thời tiết ổn định, bộ đội khẩn trương củng cố lại hệ thống lưới tre, khơi thông dòng chảy và cải tạo lại đất đai. Từ kinh nghiệm qua các năm trước, bộ đội dùng rơm rạ chuẩn bị sẵn từ trước, phủ lên bề mặt đất canh tác để tạo độ ẩm, bảo vệ và chống sói mòn đất. Thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất chăn nuôi quý 4 của trung đoàn thì cũng đã xác định rất là rõ về là đây là giai đoạn đang chuyển đổi cây trồng, nhà chọn những loại cây để phù hợp với điều kiện đất của đơn vị và phù hợp với điều kiện thời tiết trong mùa mưa, đặc biệt là trong mùa hè là đã tích trữ lượng rơm rất là nhiều để khi mỗi lần mà xuống giống cây con nó lên là tiến hành là phủ rơm để một là nó thứ nhất là nó giữ ẩm, cái thứ hai là nó hạn chế rất nhiều trong vấn đề là dập cây và thứ ba là nó đất nó hạn chế nó xói mòn do cái ngập úng cục bộ. Còn tại tiểu đoàn tăng thiết giáp 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, để tránh ảnh hưởng do mưa bão ngập úng, ngay từ khi quy hoạch đất tăng gia sản xuất tập trung, đơn vị ưu tiên chọn vị trí cao giáo, phân lô vườn rau ăn lá, vườn củ quả và khu vực chuồng trại chăn nuôi hợp lý. Cùng với việc biết cân đối lịch gieo trồng rau củ quả theo phương châm mùa nào thức nấy, tiểu đoàn 699 còn đẩy mạnh chăn nuôi. Hiện nay, bộ đội biết cách phối giống heo rừng lai, nuôi thỏ, gà, vịt xiêm, mang lại hiệu quả cho năng suất cao. Mình sẽ đi dân vận và mình tham gia giao lưu với bà con làng xóm. Thì sau đó mình nhận thấy là bà con nuôi heo, heo mọi, nuôi gà, nuôi vịt và trồng rau rất là tốt, rất là đạt hiệu quả. Cho nên mình về tham mưu với đơn vị là mua những con giống đó và cây trồng đó về nuôi, về trồng và phân bón hợp lý. Mùa nào là cây đái, rau đái, tổ chức mua con giống về nuôi thử, sau đó nhân giống lần lên và khi có hiệu quả đến ngày hôm nay. Nhằm giúp các đơn vị bảo vệ thành quả tăng gia sản xuất, các đơn vị còn đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống dàn lưới mái che kết hợp chống nắng và chống mưa, làm hệ thống cấp thoát nước. Đơn vị cũng đã tổ chức tập huấn về công tác tăng gia cho bộ đội, cử cán bộ đến gặp gỡ bà con nông dân địa phương học tập kinh nghiệm, chọn con vật nuôi, giống cây trồng, đáp ứng điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng. Phòng hậu cần có thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giúp đơn vị trong công tác tăng gia sản xuất, thường xuyên có phối hợp với là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như các đơn vị đứng chân trên địa bàn có nghiên cứu học hỏi những mô hình tăng gia sản xuất chăn nuôi hiệu quả để có tập huấn bồi dưỡng hướng dẫn cho cán bộ hậu cần các cấp về công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi nhằm đem lại hiệu quả. Mùa mưa là thời điểm giá cả rau xanh, các loại thịt gia súc gia cầm trên thị trường khá đắt đỏ. Do đó, các đơn vị quân đội tại miền Trung xác định việc chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ là bước đi phù hợp để phục vụ tốt nhất đời sống bộ đội. Đồng thời đưa đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua, xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được Trường Quân sự Quân khu 5 triển khai mạnh mẽ. Đây được xem là một trong những biện pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Quá trình huấn luyện môn học vũ khí tự tạo có chất nổ, Trung tá Phạm Văn Hưng, giáo viên bộ môn quân sự địa phương, khoa quân sự địa phương, Trường Quân sự Quân khu 5, luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm ra phương pháp dạy học phù hợp. Để khắc phục tình trạng không có mô hình thực hành, anh cùng tổ bộ môn bắt đầu nghiên cứu sáng kiến, ống phóng nổ huấn luyện để đưa vào huấn luyện mang tính trực quan hơn, cũng như giúp người học hiểu sâu hơn, làm công tác chuẩn bị, tính toán và thực hành phóng nổ một cách nhanh chóng chính xác. Mô hình này đã đạt sáng kiến là giải B cấp quân khu cùng giải B cấp thi toàn quân, đó là các trường quân sự quân khu quân đoàn năm 2022, và đồng thời nó sẽ vận dụng tại địa phương để huấn luyện cho dân quân thực hành.
với Thiếu tá Nguyễn Trần Nhân Nghĩa, giáo viên bộ môn công tác đảng, công tác chính trị, khoa xã hội và nhân văn. Quá trình giảng dạy, anh luôn mong muốn truyền đạt hiệu quả nhất những nội dung của nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Vì vậy, anh đã chủ động đề xuất cho chủ nhiệm khoa và ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu đề tài khoa học, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của đội ngũ sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang quân khu 5 hiện nay. Đề tài đã được xếp loại xuất sắc cấp Tổng cục Chính trị và được đưa vào xây dựng chương trình nội dung giảng dạy tại nhà trường. Thì chúng tôi cũng đưa những cái khéo léo, lồng ghép những cái giải pháp mà chúng tôi đã nghiên cứu ra vào trong cái bài giảng để làm cơ sở cho họ có những cái thực tiễn phong phú và có thể vận dụng vào cái quá trình công tác ở địa phương rồi trên cương vị công tác ở các đơn vị cơ sở sau này. Trong cái thời gian tới mà để mà cái khuyến khích được cho cái việc mà nâng cao cái chất lượng nghiên cứu khoa học ấy là cần có cái sự quan tâm hơn của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cũng như là các cấp các ngành, và đặc biệt là cần tập trung và động viên khích lệ cho những đồng chí có những cái năng lực, có những cái khả năng về nghiên cứu khoa học tích cực, nhiệt tình hơn trong những cái tìm tòi, khám phá những cái mới để nghiên cứu, để phục vụ cho cái công tác giáo dục và giảng dạy của nhà trường. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo chỉ đạo tập trung phát huy tính tích cực, tự giác của đội ngũ cán bộ giáo viên, gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học, lấy kết quả đó để đánh giá phân loại cán bộ đảng viên. Đồng thời thường xuyên động viên, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí để cho ra đời nhiều sản phẩm khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Nhà trường đã có 18 sáng kiến cải tiến, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đạt giải và đánh giá kết quả biên soạn 3 đề tài, 2 giáo trình, 5 tài liệu cấp nhà trường đạt kết quả khá tốt. Nhiều đề tài được nghiệm thu cấp quân khu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đạt kết quả xuất sắc. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, có cơ chế phù hợp để bố trí sử dụng cũng như chính sách ưu đãi, đãi ngộ, tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ yên tâm gắn bó, xây dựng nhà trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với sự đổi mới về phương pháp dạy và học, tăng thời gian thực hành, học dã ngoại và luôn bổ sung cập nhật nhiều kiến thức cải tiến, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, chất lượng đội ngũ, cán bộ giáo viên trường quân sự quân khu 5 không ngừng được nâng lên. Nhà trường tiếp tục đào tạo những thế hệ học viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng quân khu ngày càng vững chắc. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.